Xin chào, cảm ơn Hoa Phượng Band rất nhiều. Cảm ơn những nghệ sĩ. Thưa quý vị, xin phép được chuyển lời từ gia đình của ông Nguyễn Văn Khiêm và Nguyễn Thị Hiền. Thưa quý vị, xin được nhiệt chào mừng quý vị quan khách đã về tham dự bữa cơm thân mật chúc mừng lễ thành hôn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, đây chính là món ăn vô cùng tuyệt vời quý vị có mặt tại đây, là bữa ăn mà gia đình của Nguyễn Văn Khiêm và Nguyễn Thị Hiền xin được tri ân tất cả quý vị quan khách đã dành thời gian quý báu của mình về đây để cùng chung vui và tham dự chúc mừng cho lễ thành hôn. Xin cảm ơn quý vị, chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Thưa quý vị, đây chính là Hoa Phượng Band của chúng tôi, những nghệ sĩ của thành phố Cảng đã mang những giai điệu âm nhạc tuyệt vời đầu tiên chúc mừng cho ngày hôn lễ. Và có lẽ trong thời khắc vô cùng tuyệt vời này, chúng ta sẽ cùng chuẩn bị hướng lên sân khấu và lắng nghe rất nhiều những nghệ sĩ của thành phố Hải Phòng sẽ cùng gửi tặng cho tất cả quý vị những bài hát kế tiếp ngay sau đây để cùng chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Nhưng trước khi quý vị sẽ cùng đón chào giọng hát đầu tiên thì ngay giờ phút này chúng ta hãy cùng hoan hỉ vỗ tay thật lớn và thật nồng nhiệt chúc mừng ngày phúc của Hoa Phúc và Thu Hương. Xin cảm ơn quý vị và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đón chào giọng ca nữ đầu tiên từ phía ban tổ chức tặng quý vị những bài hát vô cùng tuyệt vời. Với những bài hát đầu tiên mang hưởng dân ca, chúng ta sẽ cùng trực tiếp lắng nghe ngay sau đây. Hãy cùng tôi nồng nhiệt chào mừng tiếng hát của nữ ca sĩ Thùy Dung. Kính thưa quý vị kính mến, và lời đầu tiên trong lớp Thùy Dung trân trọng gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và để chúc mừng cho ngày đại hỷ của gia đình, chúc mừng cho hạnh phúc của hai em ngày hôm nay, và sẽ là một ca khúc đầu tiên, ca khúc được mang tên Hết Giận Rồi Thương, thì xin trân trọng gửi tới tất cả quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mở đầu chương trình giao lưu văn nghệ đặc biệt chúc mừng cho lễ thành hôn. Thưa quý vị, phải nói rằng đêm nhạc ngày hôm nay một đêm nhạc vô cùng tuyệt vời, rất là huyền diệu bởi có sự chung tay góp sức của rất nhiều các công ty sự kiện đã quy tụ về đây để cùng chúc mừng cho ngày lễ thành hôn. Tôi xin phép được vinh danh tới các công ty sự kiện: công ty sự kiện Quang Dân, sự kiện Nguyễn Lãm, sự kiện Minh Khang, sự kiện Trần Lập, sự kiện Quý Chức và rất nhiều sự kiện có mặt trong buổi tối ngày hôm nay đều dành tình cảm vô cùng đặc biệt chúc mừng cho ngày lễ thành hôn. Chúng ta hãy cùng vỗ tay thật lớn xin được vinh danh ạ. Và ngay sau phút này chúng ta hãy cùng quay trở lại sân khấu cùng đến với một giọng hát kế tiếp từ phía ban tổ chức của chúng tôi. Thưa quý vị, đến từ quê hương Thủy Nguyên Anh Hùng, chúng ta sẽ cùng đồng nhiệt chào đón đây một nữ ca sĩ với một giọng hát vô cùng nội lực. Và ngày hôm nay ca sĩ này đã có mặt tại đây gửi tặng món quà âm nhạc kế tiếp chúc mừng cho ngày lễ thành hôn. Hãy cùng vỗ tay thật to hơn nữa, chúng ta đồng nhiệt chào mừng nữ ca sĩ Minh Hiền. Thân mến, mình hiểu rất là vui mừng được trở về đây được nói những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới gia đình anh chị Khiêm Hiền, cũng như chúc phúc trong năm với cô dâu và chú rể. Và liên tục chương trình một sáng tác vô cùng là quen thuộc được mang tên Ngọn Lửa Cao Nguyên, xin được trân trọng gửi tặng tới quý vị.
đẹp thế. Pleiku ơi, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Không sao nhìn vào đôi mắt anh, đôi mắt Pleiku để hồ đê. Mắt anh không xanh trong đôi mắt em, có sắc sơn sơn trong đôi mắt em. Có thương dương còn say men say men, có ngọn lửa hồng đang nhen trái tim. Yêu thương của chính quý vị trao tặng cho tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Hiền. Cảm ơn những bó hoa vô cùng tuyệt vời trong buổi tối ngày hôm nay, và đặc biệt xin cảm ơn giám đốc công ty sự kiện Tường Luận rất nhiều. Em rất là yêu ái những nghệ sĩ, và xin cả nhà cùng vỗ tay thật lớn để cùng vinh danh họ được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị thân mến, và bây giờ chúng ta cùng chào đón lên sân khấu một giọng hát nam đầu tiên tham gia với tình âm nhạc trong buổi tối ngày hôm nay. Một giọng hát đến từ quê hương của Hải Dương yêu dấu. Xin quý vị sẽ cùng đông nhiên chào mừng nam ca sĩ Quang Tám. Kính thưa quý vị, cũng rất là bất ngờ nhưng mình đám đến đây thì chung vui với đại gia đình nhà anh Thiên, và đặc biệt hơn nữa là đại gia đình có liên quan đến từ âm nhạc, âm thanh ánh sáng sự kiện và ca sĩ DJ. Kính thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay thì vừa rồi chúng ta đã được nghe một ca khúc chất phẩm của dân ca, một ca khúc chất của Tây Nguyên rất là hay rồi. Và sau đây thì Minh Tám xin gửi tới toàn thể quý vị, và đặc biệt hơn nữa là thay lời của bố chú rể, sẽ hát tới gửi một thông điệp tới toàn thể quý vị, cũng như chúc cho hai con của mình trăm năm hạnh phúc bằng một ca khúc nhẹ nhàng được mang tên Viết Cho Con, đúng không quý vị? Xin quý vị tạm ứng cho một tràng pháo tay. Ca khúc này thì mình đã mới học thôi, nhưng mà anh Kiêm bảo tí nữa chú phải hát tặng anh một bài thì thôi, ca khúc này sẽ là ca khúc mà thay lời muốn nói của bố chú rể gửi tới hai con của mình trong ngày trọng đại cả đời này. Sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc này. Ngày xưa cha lớn cùng khói dâng vào
mùi lúa chín. Ngày xưa cùng với ông bùa vô chặt hạ cánh diều gửi bao ước mơ. Chờ đợi con chim hoang mười bảy chỉ mong sao đến hết đời này trời dập cánh bay ôm con vào. Thank you.